Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 11, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kết quả nâng cao chất lượng dân số tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng dân số, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, hầu hết các mục tiêu đề ra đều đạt. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số vẫn còn hạn chế như tuổi thọ trung bình người dân còn thấp, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn cao, tỷ lệ tảo hôn phụ nữ sinh con trước 17 tuổi cao. Với kết quả thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, tính đến hết tháng 11 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đều chỉ đạt được hơn 90%, chưa đạt kế hoạch năm. Trong đó, chỉ tiêu về bảo hiểm tự nguyện toàn tỉnh mới chỉ đạt 57,9%. Ba huyện Simacai, Bắc Hà, Mường Khương đạt dưới 50% kế hoạch giao. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động nguồn lực, tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về chính sách dân số và bảo hiểm, tiếp tục hoàn thiện các chính sách cơ chế, đảm bảo nguồn lực tham gia công tác dân số và bảo hiểm xã hội trên địa bàn